Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức khỏe của lá thần, một bộ phận vô cùng quan trọng, được ví như cỗ máy lọc máu thần kỳ của cơ thể. Nước rất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là cho thần. Mỗi ngày, thần phải làm việc vất vả để lọc bỏ những chất thải, chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu không được cung cấp đủ nước, thần sẽ bị quá tải và yếu dần đi. Uống ít nước khiến cơ thể mất nước, lượng nước tiểu ít đi, tạo điều kiện cho sợi thần hình thành. Lúc đầu có thể chỉ là những viên sỏi rất nhỏ, nhưng theo thời gian, chúng sẽ lớn dần lên và gây ra những cơn đau thắt lưng, thậm chí là tắc nghẽn đường tiểu. Uống thiếu nước còn làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu. Hãy tập cho mình thói quen uống đủ nước mỗi ngày nhé. Trung bình mọi người lớn nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Đừng đợi đến lúc khát mới uống nước, hãy luôn mang theo một chai nước bên mình và uống nước thường xuyên trong ngày. Ăn nhất sống lâu. Câu nói của ông bà ta ngày xưa qua không sai chút nào, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi mà chúng ta đang ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp có nhiều muối. Muối là gia vị không thể thiếu, nhưng nếu ăn quá mặn sẽ gây ra bệnh suy thần. Khi ăn quá mặn, lượng muối trong máu tăng cao, khiến cơ thể phải giữ nước lại để pha loãng lượng muối này, gây áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thần. Hãy tập cho mình thói quen ăn nhất ngay từ hôm nay. Hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, các loại gia vị có nhiều muối như bột canh, nước mắm, xì dầu. Thay vào đó, hãy ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Thuốc là vật không thể thiếu của nhiều người, giúp chữa bệnh và khỏe hơn. Tuy nhiên, thuốc cũng giống như con dao hai lưỡi. Có thể là liệu thuốc quý nhưng cũng có thể là thuốc độc nếu không biết cách dùng đúng. Một trong những tác hại nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc là gây tổn thương cho thần. Nhiều người có thói quen tự ý mua thuốc uống khi thấy mệt mỏi mà không đi khám và nghe theo lời bác sĩ. Một số loại thuốc như thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, nếu dùng trong thời gian dài hoặc với liều lượng cao, có thể gây tổn thương cho thần, dẫn đến suy thần. Hãy luôn nhớ nguyên tắc đúng thuốc, đúng liều, đúng cách. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi được bác sĩ kê đơn thuốc, hãy uống đúng liều lượng và thời gian điều trị. Nhắc đến những thói quen có hại cho sức khỏe, chắc chắn không thể không nhắc đến rượu bia. Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn gây hại nghiêm trọng cho thận, một cơ quan quan trọng trong cơ thể. Rượu bia được xem là sát thủ thầm lặng của nhiều bộ phận trong cơ thể, trong đó có thận. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Khi rượu bia vào cơ thể, chúng sẽ được gan xử lý. Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa con thành các chất ít độc hại hơn. Nếu uống rượu bia quá nhiều và thường xuyên, gan sẽ bị quá tải và không thể xử lý hết lượng con trong rượu bia. Điều này dẫn đến việc con tốn động trong cơ thể và gây hại cho các cơ quan khác, đặc biệt là thận. Lúc này thận sẽ phải tham gia vào quá trình đưa con ra khỏi cơ thể. Thận phải làm việc nhiều hơn để lọc con ra khỏi máu, gây áp lực lớn lên chức năng của thận. Còn trong rượu bia là một chất gây lội tiểu manh, kéo theo một lượng nước lớn ra khỏi cơ thể, khiến cơ thể bị mất nước. Khi cơ thể mất nước, thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng nước và điện giải. Mất nước sẽ làm giảm lượng máu đến thận, khiến thận không được cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng để hoạt động. Điều này có thể dẫn đến tổn thương thận và suy giảm chức năng thận. Hãy hạn chế tối đa việc uống rượu bia. Việc giảm thiểu tiêu thụ rượu bia không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Nếu có uống, hãy uống ít thôi và không nên uống rượu bia khi bụng đói. Uống rượu bia khi bụng đói sẽ làm tăng tốc độ hấp thu con vào máu, gây hại nhiều hơn cho gan và thận. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe của bạn là quan trọng nhất. Thay vì uống rượu bia, hãy chọn những thói quen lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống cân đối và uống nhiều nước. Những thói quen này không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn giúp bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thận và các cơ quan khác. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bạn có biện pháp điều trị kịp thời và hiệu quả. Hãy sống một cuộc sống lành mạnh và tránh xa rượu bia để bảo vệ thận và sức khỏe của bạn. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn, ung thư phổi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hút thuốc lá còn ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của nhiều bộ phận khác trong cơ thể, trong đó có thận.
Các chất độc hại trong khói thuốc lá sẽ tấn công và phá hủy các tế bào thần, gây viêm nhiễm và suy giảm chức năng thần. Hút thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thần như viêm cầu thận, sỏi thận, suy thận. Hãy nói không với thuốc lá ngay từ hôm nay. Bỏ thuốc lá không bao giờ là quá muộn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Thực phẩm chế biến sẵn với sự tiện lợi, nhanh chóng đã trở thành lựa chọn của nhiều người trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Những món ăn này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự tiện lợi khi không cần phải chuẩn bị nhiều. Từ mì ăn liền, xúc xích, đến các loại đồ hộp, tất cả đều có thể dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ẩn chứa bên trong những miếng ngon ấy lại là những mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe, đặc biệt là với lá thần của chúng ta. Những thành phần như chất bảo quản, chất tạo màu và chất điều vị thường được thêm vào để kéo dài thời gian sử dụng và cải thiện hương vị của thực phẩm. Nhưng chính những chất này lại có thể gây hại cho cơ thể nếu tiêu thụ quá mức. Để bảo quản thực phẩm được lâu hơn, các nhà sản xuất thường cho thêm rất nhiều chất bảo quản, chất phụ gia vào trong quá trình chế biến. Những chất này không chỉ giúp thực phẩm giữ được màu sắc và hương vị, mà còn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Tuy nhiên, khi những chất này đi vào cơ thể, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ tạo gánh nặng cho thận trong việc lọc và thải độc. Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc máu và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Khi thận phải làm việc quá sức để xử lý các chất bảo quản và phụ gia, chúng có thể bị tổn thương và dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy thận. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối và phosphorus gây áp lực lên thận và dẫn đến suy thận. Muối và phosphorus là hai thành phần chính trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, và khi tiêu thụ quá mức, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Muối có thể làm tăng huyết áp, trong khi phosphorus có thể gây ra các vấn đề về xương và thận. Hãy hạn chế tối đa việc ăn thực phẩm chế biến sẵn. Thay vì chọn những món ăn nhanh và tiện lợi, hãy dành thời gian để chuẩn bị những bữa ăn tươi ngon và bổ dưỡng từ các nguyên liệu tự nhiên. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, mà còn giúp bạn kiểm soát được lượng muối, đường và chất béo trong bữa ăn hàng ngày. Thay vào đó, hãy tự nấu ăn ở nhà để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát được lượng muối, đường, chất béo trong bữa ăn hàng ngày. Nấu ăn tại nhà không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn mang lại niềm vui và sự hài lòng khi tự tay chuẩn bị những bữa ăn ngon cho gia đình. Hãy chọn những nguyên liệu tươi ngon, giàu dinh dưỡng và tránh xa các loại thực phẩm chế biến sẵn để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà con người ngày càng bận rộn với công việc, học tập, thì thời gian dành cho việc tập thể dục thể thao ngày càng bị giảm sút. Chúng ta thường xuyên bị cuốn vào guồng quay của công việc và học tập, khiến cho việc vận động trở thành một điều xa xỉ. Nhiều người có thói quen ngồi nhiều, ít vận động. Họ dành hàng giờ trước màn hình máy tính, ngồi trong văn phòng hoặc thậm chí là ngồi trên ghế sofa xem TV. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn đặc biệt gây hại cho thận. Ít ai biết rằng chính thói quen này lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có suy thận. Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc máu và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Khi chúng ta ít vận động, quá trình này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vận động cơ thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe cho toàn cơ thể, trong đó có thận. Khi chúng ta vận động, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều hormone có lợi, giúp cải thiện chức năng của các cơ quan, bao gồm cả thận. Khi chúng ta vận động, cơ bắp hoạt động sẽ giúp máu lưu thông trong cơ thể tốt hơn, đưa máu đến nuôi dưỡng các bộ phận tốt hơn, trong đó có thận. Máu lưu thông tốt sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thận. Lưỡi vận động còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh khác như béo phì, một cái tình trạng mà cơ thể tích tụ quá nhiều mỡ, gây áp lực lên các cơ quan, bao gồm cả thận. Béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tiểu đường, một bệnh lý mà cơ thể không thể kiểm soát được lượng đường trong máu, cũng là một yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến suy thận. Tăng huyết áp, khi áp lực máu trong các mạch máu quá cao cũng gây hại cho thận. Tim mạch, mà những bệnh này cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến suy thận. Khi tim mạch không khỏe mạnh, khả năng bơm máu của tim bị giảm, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho thận và các cơ quan khác. Hãy tập cho mình thói quen vận động thường xuyên. Vận động không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn giúp tinh thần thoải mái, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Không cần phải là những bài tập quá nặng nhọc, chỉ cần dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ, chạy bộ hoặc thậm chí là thực hiện các bài tập nhẹ nhàng tại nhà.
Điều quan trọng là duy trì thói quen này đều đặn. Đập xe cũng đủ để cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh tật, trong đó có suy thận. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như đi bộ thay vì đi xe, leo cầu thang thay vì dùng thang máy, và tham gia các hoạt động thể thao cùng gia đình và bạn bè. Sức khỏe của bạn là tài sản quý giá nhất, hãy chăm sóc nó bằng cách vận động mỗi ngày. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua 7 thói quen xấu gây hại cho thần rồi đấy. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những video bổ ích tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.